đầm suông em đang mặc trên người đây với cái màu sắc vàng vô cùng rực rỡ và nổi bật cho các chị. Mọi người ta thấy thích cái đầm này không nè? Chứ em thì em mặc lên thì cảm thấy rất là thoải mái. Tại vì là cái form suông và trên vai sẽ có đến hai hạt ngọc trai cho các chị, rất là đẹp. Không quá sâu cái phần cổ đâu nha các chị nha, vẫn rất kín đáo. Tay đằng sau cho mọi người xem cái sau lưng nè. Rồi phía trước đây, form dài vừa phải cho các chị thôi. Mặc vô nhìn nó cũng gọn lắm và mình có thể điều chỉnh được cái chiều dài. Màu sắc vàng thì nhìn trẻ trung rồi, không biết những cái màu còn lại là màu gì. Mình chuyển nha và nhớ cái hết clip của em ha. Rồi đây các chị yêu ơi, như đầu tiên là một cái tông màu vàng nổi bật thì màu thứ hai này thì em nghĩ chắc chắn các chị nào mà hơi tròn người hay không tự tin mặc màu sáng thì sẽ rất là thích, tại vì màu đen là một cái tông màu cơ bản, phối phụ kiện rất là dễ. Em sẽ phối với là một cái chiếc nón vành như thế này đây, mình có thể mặc đi biển, đi chơi, đi dạo phố cũng được nha các chị ha. Em sẽ đội nón lên cho các chị coi nè, rất là dễ thương nha, tại vì màu đen mình dễ phối lắm các chị, phụ kiện nào phối cũng hợp hết trơn á. Hai tông màu rồi, trắng với đen, em nhầm vàng với đen, và bây giờ là em sẽ chuyển sang cái màu sắc cuối cùng các chị coi ha, để em đi xíu nha. Màu sắc thứ ba cũng là màu cuối cùng rồi đây các chị, một cái tông màu xanh rất là bắt mắt. Có cái màu này đây các chị mình mặc đi chơi đi biển vẫn được nha các chị nha. Nhìn nó dễ thương lắm, kiểu bạn nó nhẹ nhàng. Form suông với chất liệu là bằng vải lụa có độ co giãn cho các chị nữa. Thay đằng sau cho mọi người xem thì nó sẽ có cái dây kéo sau lưng mọi người ha. Mặc rất là xinh và ba tông màu, màu nào cũng đẹp hết. Màu nào cũng dễ mặc nè, không kén da và nhìn rất là trẻ trung. Và chị nào mình muốn sở hữu nhanh chiếc đầm này thì em nghĩ các chị phải tầm 5-60kg đổ lại mình mặc vừa hoặc là hơn. Tại vì cái con này là form suông mà, chấm một chấm để em tư vấn kỹ hơn cho mình, báo giá, tư vấn size cũng như là sẽ chốt đơn giao hàng tận nơi khi để lại hai thông tin, số điện thoại cộng với mã sản phẩm nha mọi người ha.